Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam 4 tháng một nữ giám đốc công ty nông sản để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những tháng gần đây, nhiều người dân ở huyện Ehleu đến công an huyện và công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo Nguyễn Thị Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Đăng Anh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và hàng trăm tấn hồ tiêu, cà phê. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ehleu đã thu thập đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam Huỳnh Thị Thúy Kiều, 42 tuổi, trú tại thị trấn Erang, huyện Ehleu. Quá trình điều tra, chúng tôi xác định cái thủ đoạn của bị can đó là đưa ra các thông tin gian dối. Trong quá trình kinh doanh thì bị can đã mất khả năng trả nợ. Tuy nhiên sau đó thì bị can đã đưa ra thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng, giao tiền và ký gửi nông sản. Nhưng sau đó thì bị can đã sử dụng cái số tiền đó để trả nợ những người chủ nợ trước và dẫn đến mất khả năng trả nợ. Hiện nay thì bị can đang nợ khoảng 60 hộ dân trên địa bàn huyện Ehleu. Theo kết quả điều tra, ngày 17 tháng 3 năm 2021, Huỳnh Thị Thúy Kiều thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Đăng Anh có trụ sở tại thị trấn Erang, huyện Ehleu để thu mua nông sản và nhận ký gửi nông sản rồi bán lại cho các doanh nghiệp. Đến tháng 7 năm 2021, mặc dù đã mất khả năng trả nợ cho các chủ nợ và những người mua, bán, ký gửi cà phê, hồ tiêu, nhưng Kiều vẫn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để vay tiền, nhận ký gửi nông sản của rất nhiều người khác nhằm lấy tiền trả nợ cũ. Tháng 3 năm 2021 thì tôi có thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu một thành viên Đăng Anh. Thì trong quá trình mua bán thua lỗ, tôi có vay mượn tiền của một số người và hàng hóa của những người dân. Để tạo lòng tin thì tôi vẫn hoạt động mua bán bình thường, rồi cứ mượn của người này rồi đập cho người kia. Thì đến bây giờ thì tôi còn nợ khoảng 200 tấn cà và khoảng 100 tấn tiêu và hơn và khoảng là 40 tỷ tiền. Tính đến cuối tháng 8 năm 2022, đã có 60 người làm đơn tố cáo Kiều lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 180 tấn cà phê nhân, trên 26 tấn tiêu và số tiền hơn 52 tỷ đồng. Khám xét nhà và công ty của Kiều, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật chứng có liên quan. Thì qua đây thì chúng tôi khuyến cáo những cái doanh nghiệp mà kinh doanh nông sản phải có sự trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm đối với những tài sản nhận ký gửi của người dân. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng khuyến cáo những người dân là trong quá trình ký gửi nông sản cũng phải chọn những cái doanh nghiệp có uy tín, đảm bảo để chúng ta ký gửi nông sản để cái tài sản của chúng ta không bị mất mát. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo những ai có liên quan hoặc là nạn nhân của vụ án trên thì đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ở địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột trình báo để được giải quyết theo quy định.